Thế hóa ra tôi bị thừa mất 4 đá. Thật tốn tiền quá. Đau thận quá. Bởi vì là bạn ấy nghe nói dạo này sĩ kẹo chạy xe ôm ấy không có tiền nạp kim cương. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. 24 tháng 10 này đăng nhập Free Fire, nhận được súng nâng cấp UMP Puya. Lần đầu tiên xuất hiện trong Free Fire, có thể nâng cấp tới 4 cấp độ. Huy hiệu lửa thiêng dùng để nâng cấp súng cũng sẽ được nhận free trong ngày 24 tháng 10 này, cùng vô vàn các phần quà hấp dẫn khác. Đăng nhập 24 tháng 10 nhận tất cả miễn phí. Anh em đã sẵn sàng chưa? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với kênh của Axel. Và chúng ta đến với chương trình quay số trúng thưởng. Ok, rất là may mắn thì một bạn fan đã tặng cho mình 15.000 kim cương. Bạn ấy tên là bạn Tuấn giấu tên. Đúng rồi, bạn Tuấn giấu tên. Bạn ấy tặng cho mình 15 kim cương. Bạn ấy bảo là anh ơi, quay khô máu cái vòng quay gì nhỉ? Vòng quay gì quên mịa rồi. À, vòng quay chế ta, vòng quay chế ta. Bạn Tuấn giấu tên nhá. XM8 hắc ám. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Chỉ có 4 cây. Tôi nghĩ là quay cái này nó cũng dễ thôi mà. Để tính sao xem chúng ta sẽ cần bao nhiêu bản thiết kế và bao nhiêu đá nhá. 7 đá này, 3 bản thiết kế này, cộng với 5 đá và 2 là 12 đá, 7 bản thiết kế rồi này. 10 bản thiết kế, ok ok. Hôm nay chúng ta chỉ cần là quay 20 đá và 10 bản thiết kế thôi. Nhưng mà mình đã có sẵn bao nhiêu nhỉ? 1 đá. Chúng ta quay thêm 19 đá nữa. Yeah, now. Thế hóa ra tôi bị thừa mất 4 đá. Thật tốn tiền quá. Đau thận quá. Yeah, chúng ta đổi cái sĩ nhất đi. XM8 hỏa táng nhá. Quy đổi. Yeah. Yeah, tiếp tục. Mất 12k kim cương rồi chúng ta mới thể quay full 4 cây súng. Wow. Chát thật nhưng mà không sao, tôi được tặng mà. Bạn Tuấn giấu tên tặng sĩ kẹo 15k kim cương nha. Yo, thank you, cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta đến với, ok, XM8 khói ma. Ôi dồi ôi. Bởi vì là bạn ấy nghe nói dạo này sĩ kẹo chạy xe ôm ấy không có tiền nạp kim cương. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Anh em nói thế nào? Nhưng mà từ khi tôi dùng cái free play mark này tôi thấy sao bắn đam bên đầu mà có ba mấy nhỉ? Hả? Rất nhiều trường hợp vô lý anh em ạ, vô lý hết sức luôn. À, trò bắn nhau ở dưới ạ. XM8 đây rồi, XM8 đoạn mạng nhá. Test súng luôn. Nhưng mà thôi, cứ kiếm cho mình cái bộ giáp mũ nó ok đã, xong rồi test sau đúng không? Đúng, test sau thôi, bây giờ test vội quá chưa có được đâu. Quê đây, chúng ta bắn nhau ở ngoài này. Quay lại. Mày chết con mẹ mày rồi. XM8 đoạt mạng nhá. Skin súng mạnh nhất của XM8. Đúng, chính xác luôn. Con mày để đâu nhỉ? Ui, bạn ơi. Trên này à? Mẹ ơi. Đáng lẽ con được đi chơi, con không thích. Đủ. Con không thích bài tập về nhà. Nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Ui, tuổi. Phải. Mấy hiểu sao tôi có thể sơi nói nhỉ? Nào. Có ai không? Không. Nãy thấy bọn này. À, thấy không? Bỏ mẹ. Ui. Bình tĩnh. Ui, bạn ơi. Từ. Đây. Nó trên này anh em ạ. Ui, đừng. Please, đừng. No. Bố mày nhờn với mày đấy à? Bố mày nhờn đấy. Bố mày nhờn với mày đấy à? Bố mày nhờn mày quá cơ. Nào mày ra đây. À thế à. Mày ra đây. À,
thế thế làm sao à? Chai hát hôm nhá, hôm nay thử chai hát xem là lấy có một ông gáy khét luôn cho anh em sợ luôn chứ anh em ấy nhờn với tôi đấy à? Mày cầm mồm đi. Ở đây à? Sao nó phải xung quanh khu này chứ? Sao thế nhỉ? Vai. Tôi còn chưa nhìn ra nó ở đâu cơ, anh em đã nhìn thấy chưa? Hòm xác vừa ở bên này có một hòm xác này. Thùng dầu vừa bị bắn nổ. Thế nó chỉ ở quanh khu này thôi nhưng mà. À không, cái thùng dầu đã bị nổ đâu. Ôi mắt tôi, please, mắt tôi. À đây này. Úi dồi ôi. Đủ má mày. Yeah. X-M8 đoạt mạng này nó tăng độ chính xác, phải nói là bắn rất sướng luôn anh em ạ. Tôi ngồi đây, tôi kiểu được khô máu với địch luôn anh em ạ. Yeah. Yo, được phết nhá. Trông kiểu xịn sò con bò ấy chứ. Đúng rồi, quá chuẩn luôn. Thế nhưng mình, mình có mũ. Ui, bỏ mẹ. Đứng. Bố mới nhớ mày à? Chạy nhanh không chết này. Úi ôi. Đáng lẽ mẹ ơi, đáng lẽ con được đi chơi. Con không thích bài tập về nhà này. Được anh em nhở. Dạo chơi nó thật là kẹo rất hay chơi combo súng súng gì ta, tự nhiên lâu lâu mình bị lag. X-M8 với lại cái cây MP40 ui bỏ mẹ. Tí nữa cũng là được một kèo bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi, đừng bắn mình nhá bạn ơi. Đi. Bạn hãy nhớ mình nhá. Skin xe đẹp vậy đi. Đúng, bây giờ tôi mua thẻ của cực nhưng mà tôi chưa xài cái skin xe này. Mày ra đây, mày chết con mẹ mày luôn này. Ui rồi, dụng luôn. Ôi nguyên củ, dụng luôn. Đúng là tấm chiếu chưa từng được trải anh em ạ. Ô bạn ơi, bạn ấy là một cái tấm chiếu chưa từng được trải rồi. Xong. Easy game, nhẹ nhàng. Và để quyết định cho cuộc sống ngày hôm nay sống dai hơn ấy, tôi nghĩ là mình sẽ không nên đi xe làm gì cả. Vì đi xe nó rất là dễ lộ vị trí. Thế nên là chúng ta sẽ lên đường thôi, chỉ còn lại có bao nhiêu? Còn lại có 11 đứa thôi, tôi nghĩ nó cũng dễ mà. Yên tâm là kẹo sẽ nấp cho kỹ, thế nên là các bạn cứ yên tâm đi. Làm sao mà bị mấy cái bọn dở hơi nó hạ gục được. Chắc hôm nay khả năng nốt cái game này đi ngủ được anh em ạ. Chứ... À mà có mà đùa, tôi còn lâu tôi mới đi ngủ anh em. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nào, đâu ạ? Bao nhiêu nhỉ? Còn có 10 đứa nhưng mà. Tìm chó ở đâu ta? Những cái súng sướng vãi. X-M8 đoạt mạng nhá. MP40 này là MP40 bích vàng nhá, hai cây xịn không. Rồi. Tôi chỉ vào đây tôi khoe súng cho anh em xem là chính thôi. Tay hỏa quyền này. Rồi bộ trang phục buya luôn, cơ trưởng buya luôn. Không có gì xịn mà sĩ kẹo không có anh em. Hợp lý, phải cơ trưởng đúng không? Nào, mình vừa thấy có một thằng đó, bên này này. Yên tâm đi. Anh em bảo tôi hack map đúng không, hack vị trí đúng không? Có mà hâm. Ở đây tôi vừa thấy các bạn Zada nó vừa quét qua anh em ạ. Nên là cái thằng dở hơi này nó cũng ở đây thôi đó. Nó không đi đâu đâu, nó cũng dở hơi quanh đây này. Nhưng mà đâu ta? À đây rồi. Nó vừa nhảy xuống, bỏ mẹ thính rơi à? Sợ bách chưa. À đây, được. Lên xem có cái giáp trúng nổ không thì ngon quá. Chỉ thêm bông keo thôi, thêm bông keo cũng được. Tôi nghĩ là mình nên vứt cái lựu, có một cái lựu choáng sao vứt đi. Lựu choáng dùng thừa quá. Coi chừng bố mình nhá, mình vừa thấy cái thằng nó ở dưới này mà, nên là tôi sẽ chạy xung quanh đây nhưng mà. Vào nhà đi công ạ. Không tầm này là bom rơi đạn lạc các kiểu thôi sao đấy.
Ủa, đang còn nhiều máu mà, chúng ta cũng không cần phải bơ làm gì cả. Tầm này bom rơi đạn lạc là thôi xong đấy, đúng không? Quá chuẩn luôn. Chú bé lót chót cái sắt xinh xinh, đúng không? Ui, chết rồi, không chết à? Không chết à? Không chết, không chết, không chết, không chết, không chết, không chết. Không hiểu. Mẹ mày này, vỡ đầu. Vỡ đầu bạn ơi. Bạn ơi, cái này là do bạn không chơi đồ rồi, bạn phải chơi đồ vào thì... Ôi bạn ơi, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Ô hô. Vãi hàng thế nhỉ. Ô, chạy hết cả khu. Ui, có mấy cái mìn. Các bạn, sao các bạn lại giải mìn thế này? Ai đã dạy các bạn làm những điều tội lỗi như thế? Tự nhiên có nhiều người ta chưa kịp bắn bia với mình chết toi thì sao? Đam đỏ mà sao nó chưa ít máu nhỉ? Có 12 à? Đam đỏ đến đầu có 12 à? Vãi, lỗi à? Lỗi đam phải không anh em? Nãy tôi thấy đam đỏ đến đầu có 12. Ui, sợ thật. Nghe là 120 nhỉ? À, điện thoại của mình nó màn hình nhỏ quá không thấy được. Vãi. Ui bạn ơi. Nó đã liệu qua chỗ mình mà nó chết toi mất này. Ủa, tại sao mình rơi vào cái trường hợp đau thương này nhỉ? Thế nhỉ, rơi vào cái trường hợp bánh mì kẹp thịt này nhỉ? Thế kia ở dưới đâu? Nó lên trên này. Được VL luôn. Boy, nhiều bóng keo quá. Còn một đứa ở trên đúng không? Rồi. Anh em yên tâm tôi đây. Ôi bạn ơi, bị sợ quá. Ôi bạn ơi. Thế kia đâu nhỉ? Mày trốn đúng không? Mày chơi trốn tìm với tao đúng không? À thế à? Yeah baby, yeah. Được luôn. ICO number one, yeah.